Xe đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đó anh chị, nếu đi thẳng lên chút xíu nó là sẽ là cái cầu Thị Nghè, nhà thờ Thị Nghè. Nhà thờ lớn lắm anh chị. Các anh chị mà hồi xưa mà ở Việt Nam mà ở ngay khu vực này thì Bầu Trời Cali sẽ quay lại cho các anh chị xem để mà đỡ nhớ nhà nha. Đây cầu Thị Nghè đây. Đó cầu Thị Nghè đó anh chị. Đi hướng này đi qua đó là quận Nhất ha, phía bên đây là Bình Thạnh. Mình đang ở đứng vị trí của quận Bình Thạnh. Đây chợ Thị Nghè. Trời ơi sầu riêng kìa. Quá trời sầu riêng tươi không. Khu đây sầm uất dễ sợ. Đây có cái chung cư lớn lắm mà, chung cư Thị Nghè. Trời ơi quán cà phê đã không? Ngay cái góc luôn. Mát dễ sợ. Đây hướng này mình ra chợ cũng được. Rồi đây là bờ kè. Bờ kè của Thị Nghè. Nhìn qua bên kia là xã thú. À. Ở mấy tòa nhà kìa. Đẹp quá, nhìn đẹp quá. Khám phá những cung đường Sài Gòn. Bởi vì nó xe Honda mà dạng siêu xe của Bầu Trời Cali mới đi được thôi nha. Xe hơi gọi là bò chán lắm. Mấy xe này luồn lách mới đã. Mới đổ xăng ở 60 nè. Nguyễn Hữu Cảnh. Đường này đường Nguyễn Thị Minh Khai nha anh chị. Những cái quán rất là nổi tiếng nè. Quán Cô Hương Béo nè. Bún riêu tóc mỡ một giòn. Rất là nhiều những quán nổi tiếng ở đây. Bún chả Hà Nội. Bánh cuốn Hồng Hạnh. Bánh cuốn Hồng Hạnh cũng nổi tiếng lắm nè, lâu năm lắm rồi. Đông ghê không? Đó. Cơm tấm nè, tường que, hủ tiếu Nam Giang, phở đệ nhất. Phở độc ghê không? Rau má mít này tụi cô coi nha, chứ mà ngồi được không ăn là kìa. Chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Nhiều lô lắm. Chung cư Nguyễn Thiện Thuật nha anh chị ơi. Đồ ăn quá trời. Nói về đồ ăn là số 1 luôn. Ghê hồn không? Cà phê nè, đồ ăn nè. Ghê chưa? Những cái nhà mà dưới tầng trệt là họ tận dụng để họ kinh doanh hết.
Trời ơi, chung cư này lớn lắm nha, nó nhiều lô lắm. Lùm lùm la ra đâu nhớ nổi. Tao nhớ nhà nó kế bên cái cầu thang. Cầu thang phía đằng chung cư. Giống giống vậy đó. Đây là hai nhà nó kế bên vậy đó, có giống vậy đó. Kế bên. Bún bò Huế chị Hà, Diễm bún cá sứa. Địa chỉ đây đâu, số mấy vậy chị? 24 gì? Thanh Đa. 24 Thanh Đa vậy thôi hả? 24 đường Thanh Đa hả? À đúng rồi, đường Thanh Đa. À, đối diện cái trường, đối diện cái trường. Số 24 đường Thanh Đa, phường 27 Bình Thạnh. Đây bán gì đây? Bún riêu, canh bún, cua đồng. Bún cá. Cá gì chị? Cá ngừ hả? Dạ không, cá cờ. Cá cờ, cá cờ hả? Dép đúng rồi. Dạ, dạ, đang ngồi ăn mà giờ cái dép. Cho em mắt cá đi. Mắt bây giờ ăn đầy đủ thôi, mắt đi. Đầy đủ thôi mà. Ừ, rồi, vậy đấy rồi. Còn của anh là hộp em ăn. Đúng rồi, biết rồi. Ok. Nghe mùi cá không? Sứa nè. Sứa. Con sứa ngộ quá, đó giờ chưa ăn sứa lần nào đó. Thử đi, ăn, 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 ăn. Ngứa không chị? Dạ không. Nghe sứa thấy ngứa. Trụng rau cho em đi. Dạ, trụng rau. Ê, 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 ê. Dễ đâu, anh trụng, dễ đâu, anh đây không? Có không? Có trụng luôn. Mấy anh đi mua trụng. Trụng, trụng, trụng. Trụng hết đi. Trụng rau nó nóng nước, không trụng nó nguội nước. Anh đang nước, nóng. Chị bún cá bao nhiêu năm mà chị? Dạ, gần 5 năm. Gần 5 năm hả? Dạ. Chúc chị thêm 30 năm nữa. Cũng mong là vậy. Này thằng Quy nó dắt đi chứ mà mình không biết. Dạ. Ăn đi, ăn mấy mốt biết. Bún cá này của Nha Trang hả? Hay dạ, rồi. Bún cá Nha Trang. Nha Trang. Đặc sản Nha Trang. Đặc sản Nha Trang. Cá này cá cờ. Cá cờ cái gì ta? Cá cờ, cái kiếm mà có cái mũi nhọn quắc hả? À, cá đó thịt ngon lắm à. Trên lưng của nó có cái bay á, cái bay nhọn, cái bay nhọn dưới này giống lấy cờ á. À. Cho ta đặt cái cờ. Sứa nhìn giống mực quá. Nhìn giống mực đi chứ. Dạ. Rồi, ai muốn ăn nước nóng để chờ cho nó. Dạ, nóng, dạ. Nóng liền hết. Dạ. Anh chắc lần đầu tiên ăn bún hả? Dạ, lần đầu tiên ăn bún cá luôn á. Ăn 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 mai mốt về lên đi. Ăn thử đi mai mốt về. Ở đây có sửa quần áo luôn nha các anh chị. Ai muốn sửa đồ lại đây. Trời ơi, nhìn mấy cái ớt ở đá gì đâu nè, coi nè. Ớt hiểm nha. Trời ơi, không phát hiện ra vụ này. Mới thấy. Đúng rồi.
Ừ. À, bỏ chén mắm hả? Chứ tưởng bỏ vô tô chứ. Trời ơi, còn cái này chấm hả? Này để chấm nè. Quá trời, cái này mới hấp dẫn nè. Đây, nước lèo cũng trong quát ha. Có cà chua nữa nè. Thử miếng nước lèo. Ngọt, nghe mùi cá. Đó. Ăn đi Quy. Dạ. Để vô. Bỏ vô dĩ riêng. Ừ, chén được rồi. Cho rồng. Ớt nữa nè Quy. Trời ơi, đã chưa? Thiệt luôn. Mấy cái này ở bên đây bên kia không có đâu nha. Có hành ngâm. Muốn ăn thêm thì lấy thêm. Quậy lên. Nè. Cái này để chấm. Được rồi, ok rồi. Không sao đâu, nó lỡ không sao. Ok được rồi. Trời ơi, bán cái này cũng có live stream hả? Live stream dễ lắm rồi, em dễ bán, dễ live stream. Chơi bán trực tiếp luôn. Chốt đơn. Bà chủ vui quá. Ăn mắt là xét lắm luôn đó anh. Ăn xong là xét mắt. Ăn đi, cho sáng mắt. Nè, ăn mắt cho sáng mắt ra nè. Dạ, ăn mắt cho sáng mắt. Ăn mắt cho sáng mắt ra. Mời anh chị nha, mời cả nhà nha. Sáng ăn là có xem. Ok. Thơm cái mùi cá. Thử miếng thịt cá cờ đó. Thường ta hay làm bún cá ngừ ha, đây là bún cá cờ. Dạ cá cờ, bắt đầu trôi chứ có chơi rồi nè. Dạ. Nó ngon chứ cái ngừ đâu đúng không mà cái này. Thịt nó dai ghê ta. Dạ đúng rồi. Chả này nhà tự làm hả? Ừ, mấy món. Cá, nhiều ngoài Nha Trang với ngoài đây. Dạ không, mấy quên vô hết chứ. Ở đây đâu mày làm có mấy món này. Ừ, cái chả là cái mùi nó cũng lạ nữa nè. Dạ. Nó khác với cái chả mình ăn bánh cuốn. Đây nó lại mà cá nhồng với lại cái đỏ nè. Ừ. Cái dai nhá. Giúp con mắt cá nè. Cá nè. Này bầu trời Cali thích ăn nước mắm mặn hơn là ăn cái mắm ngọt nha. Cho nên mình chơi mắm mặn vô. Ở bên Mỹ muốn mua con mắt cá để mà ăn cũng không có. Ủa vậy hả? Nó chỉ có thịt cá thôi. Giống như là cá làm sẵn thì có thịt thôi chứ con mắt không có. Thấy mình nó đi câu đi rồi, thấy ở bên Mỹ cá khủng khiếp. Cá phải gọi là khủng khiếp. Từ người Mỹ người ta không có bắt, người ta không có ăn. Không hồn là khủng khiếp cá. Ủa ai nói vậy hả? Dạ. Rồi anh ăn đây, mai có nhiều em rồi anh không có ăn luôn nha. Cho vậy. Thì anh mỗi ngày vừa có ăn. Làm gì có ăn. Ừ, vừa có ăn. Tự nấu thôi. Mua cá người về nấu. Mà cái bà con kìa ở Hàn Quốc á, đi về bà ăn nó thèm quá, bà nấu là 5-7 bịch, bà để ngăn đâu, bà đem bà quẩn, bà để ngăn đâu, bà ăn dần. À, nấu thẳng. Vậy đó bà. Anh là biệt danh của anh là
YouTuber Bầu Trời Cali ở bên Mỹ. Thì em lên em coi cái kênh Bầu Trời Cali là em sẽ thấy anh hay thường thường bây giờ anh về là anh đi review những cái quán. Một lát nữa cái quán của em sẽ có trên YouTube. Vậy hả? Anh bây giờ anh sẽ mà rồi chuẩn bị với em nổi tiếng rồi. Rồi chứ. Xe cho bà con coi nha. Dạ, dạ rồi ok, em sẽ ra bấm theo dõi đăng ký anh. Rồi cảm ơn. Rồi. Nha. Dạ. Đâu để mở lên không ngon cái nước nào không? À, ăn thử cục cứa à. Đó giờ chưa ăn cứa còn lần nào cũng có thiệt luôn á. Nè. Biết ăn không sao ta. Ăn giống như ăn xương xa. Ồ, đây anh. Đây là đúng không? Đó đó. Rồi em bấm đăng ký đúng không? Đó đó. Em ơi, hai tô chả cá nữa kìa. Nó con sứa nó lạt nhất là nó không có mùi vị gì hết á. Nhưng mà ăn nó giòn giòn. Nó giống như mình ăn rau câu vậy đó. Đó đại khái vậy. Cá nè, phương nguyên phước cá nè. Nó cứng ngắt à, thịt cứng ngắt à. Chứ nó không có bở. Mai mốt em mà bỉ em quay mở qua tiệm mua cá em bán là có lý. Giàu luôn. Qua đó chắc chỉ bán được cá ngừng thôi, chứ cá này nó không có. Bữa Bầu Trời Cali quay cái quán kiềm kiềm á. Vậy mà dạ vậy mà có khách quá trời tới. Có khách tới rồi, có khách ở bên Mỹ tới về luôn. Dạ em có quay nãy rồi. Bán từ mấy giờ mấy giờ? Dạ buổi sáng con nãy ra 6 giờ đến 11 giờ. Ok rồi ra ăn rồi giờ hay là hai bên nhau chồng ra ăn hả? Thay đổi nhau rồi. Đây là chồng của cái cô bán trái cây tóc với con tối hả? À. Anh này là chồng của cô bán trái cây mà sổ tiếng Anh luôn. Ổ vui quá trời. Trời ơi. Mặt cười lên hả? Vô nhăn nhăn. Đây là chồng của Diễm. À, chồng của bà chủ. Sao mày ai mà không biết nghe Quy. Anh ơi ở gần nhà mẹ. Hãy là ở gần nhà của tao. À. Sát bên nha. À. Con mắt cá nó béo vậy dâu á. Nó đây bán từ 6 sáng tới 11 giờ trưa thôi nha, chiều bán buổi sáng thôi nha. Đó, chiều, bán bò. Chiều bán bò hả? Dạ. Ừ, chiều bán bò. Bò chiều mấy anh chị có gần gần đây ghé đây ăn bún cá thử đi. Ngon lắm. Nhớ kêu cái mắt cá ra ăn mới đã. Mình là mình hết bệnh nhân à. Xương cá tồn của em là độc quyền đó. Cái nào? Xương cá đó. À, xương cá hả? Đúng rồi, độc quyền chứ lại hoa cá thôi. Độc quyền luôn. Dạ. Cửa đầu nành tao vứt à. Cái tiền đi chị. Một tô nhiêu tiền? Ừ. 280 với cái cá con mắt nữa là 15 ngàn nữa là 95 rồi 105 tức là một tô này chỉ có 40 ngàn thôi, ăn là ngon, ăn bụng luôn. Con mắt cá có 15 ngàn. Rẻ không? 105k. Ngon, ăn nó lạ. À, chứ nhiều khi bún bò, bún riêu là ăn hoài nó cũng ngán á. Thì lâu lâu mình chuyển qua cái bún cá ăn thấy nó khác liền.
xác định. Các anh chị tới đây ăn thử đi, nếu mà ở đâu gần gần đây hoặc là có chạy ngang nhớ đi buổi sáng nha. Rồi chắc đi. Mới đi mấy ngày mặt đen thui rồi nè. Cảm ơn chị đã xem clip Bầu Trời Cali và hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Em sẽ quay nhiều hơn cho anh chị xem nha. Bye bye.